không có quyền con người tối thiểu cho các lao động bất hợp pháp ở nước ngoài. Đừng trở thành nạn nhân của những đường dây buôn người. Muốn đi xuất khẩu lao động hợp pháp, người lao động cần lưu ý những gì? Việt Nam hôm nay 17:30 trên VTV1. Nhiều hoa sen, mua liền tay những ai quà khủng với nhiều giải thưởng hấp dẫn như xe máy Honda E-Blade, điện thoại iPhone X và hàng chục ngàn thẻ cào điện thoại. Mua ống nhựa hoa sen, cào liền tay trúng ngay E-Blade, tổng giá trị giải thưởng lên tới 20 tỷ đồng. Kính chào quý vị và các bạn. Áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên, biểu hiện là cấu trúc mây của nó bắt đầu có dạng xoắn rõ nét hơn. Và thực tế là cường độ sáng nay cũng đã tăng lên một cấp so với hôm qua, lên là cấp 7, giật cấp 9. Cảnh báo áp thấp nhiệt đới sẽ tiếp tục mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới, cường độ là cấp 8, cấp 9, giật cấp 11 và đi nhanh hướng về đất liền Nam miền Trung. Khoảng chiều đến tối mai thì dự báo bão sẽ đi vào đất liền Bình Định đến Ninh Thuận với sức gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong quá trình di chuyển, áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão sẽ tiếp tục gây thời tiết rất xấu trên biển. Cảnh báo vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới là phía Bắc vĩ tuyến 10. Những tàu thuyền có năng hoạt động trong khu vực này cần nhanh chóng thoát ra để đảm bảo an toàn. Còn trên đất liền, từ trưa chiều mai, hoàn lưu bão sẽ bắt đầu gây mưa lớn ở Trung Bộ và Tây Nguyên. Cao điểm mưa sẽ là đêm mai và ngày kia. Cảnh báo Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa, tổng lượng mưa có thể lên tới 400-600mm. Các nơi khác thuộc khu vực Thừa Thiên Huế đến